hình là ảnh đang trần có ghê gợn không mọi người. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ngôi chùa Khmer có tên là chùa Sòi Sim thuộc huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Và hôm nay là ngày 13 âm lịch cuối năm theo Tết của người Khmer. Và hiện nay thì vào thời điểm này là gần 12 giờ trưa. Và các sư cũng như là các ông trần theo tục của người Khmer sẽ đi đến các phung sóc để mà xua đuổi những cái xui, đồng thời là các sư sẽ rước những cái may mắn vào trong cái vào nhà những ngài gia chủ. Và hình ảnh phía sau lưng này đây là khâu chuẩn bị cho các buổi xua đuổi các cái xui cũng như là rước may mắn của các sư cũng như là tất cả các bạn trẻ ở đây. Đây là một cái phong tục khá là lâu đời mọi người, cũng như là một phong tục truyền thống của người. Thank you.
gia chủ này có một cái chai nước ướp lạnh. Bây giờ sư đến để làm gì hả chị? Cái này là diễu hành Tết cho sao mây á em. À, dạ. Dạ. Cũng như là cầu mong tủ này đến năm mới may mắn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này chiều đi. 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 Cái này chiều đ
Bây giờ xong lễ thì các sư sẽ đi ra nha mọi người. Thời tiết khá là nóng nha. Đây là các em thiếu nữ người dân tộc nha mọi người. Như thế này thì tầm lớp 7, lớp 8 thì ngày mai này thì các em sẽ nghỉ 3 ngày theo lễ Tết cổ truyền của dân tộc Khmer nha mọi người. Chào sư. Đây là sư rất là trẻ nha mọi người. Theo Phật giáo Nam Tông Khmer thì các sư ở đây khi mà đến cái độ tuổi á, thấy hình là ảnh ông Trần có ghê gợn không mọi người? Bên đó mọi người, một cái trang phục khá là bắt mắt và lạ đúng không? Ở đây là ông Trần, này là ông Trần Khỉ đó mọi người, Trần Khỉ á. Đây có đeo mặt nạ xuống rồi. Bao nhiêu ông Trần và các ông Trần nào mọi người có thể biết không? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem về một cái phong tục độc đáo của người Campuchia nha mọi người, của người Khmer, xin lỗi. Đây như cái nhà này họ cần cầu chúc sự đuổi đi cái xui và cầu chúc sự may mắn nè mọi người. Được không? Được. Một chặt quá, tôm chặt.